chị chơi. Dép nó để mất hết dép dài vậy chị nha. Đi, cầu bà kìa. Thôi, cầu bà đứng bà nhón kìa. Bỏ em ở nhà đi chứ đem em theo làm chi vậy? Dạo này sao ưa em đi, đi đâu cũng dẫn em theo vậy? Sợ ai bắt nạt con hả? Sao? Con có em mẹ tuổi quá, mẹ đâu có em đâu chay. Mẹ đâu có em để mẹ dẫn theo đâu chay. lấy siêu xe để mẹ lấy cho. Để mẹ lấy cho, đi ra bước ra đi lấy cho. Để mẹ lấy cho. Rồi đi lấy siêu xe rồi sao ôm em. Vậy đó. Con làm mẹ ganh tị quá, con có em. Con có em con ôm mà mẹ không có em mẹ ôm con làm mẹ ganh tị quá nha chay nha. Nó cười cho nổi. Nó cười cho nỡ đau. Rồi đề máy. Rồi cô bả kìa. Coi chiều này nổi hơn. Coi vừa đi mà vừa đèn chớp sáng nữa. À mày biết làm sao rồi. Dạo này chay nó khoái cái đôi dài đó lắm nha cô chú. Thấy chưa. Coi là vừa kẹp nách em mà vừa đi. Biết sao nó khoái đôi dài này không? Trời dạo này là trời là tối lẻ lắm. Là vừa mang đôi giày này để chớp chớp sáng sáng để giống như làm đèn pha đó, dễ đi xe. Ngồi đi bộ không muốn làm biến à, cái này cũng là một thứ làm biến nè, mà nó đâu có ngờ là tao nói đi lên cái xe này là còn mệt hơn là tự đi bộ nữa nhá. Đi bộ cái chân người ta đi bình thường, người ta đi thẳng thớm, người ta đi bình thường, còn cái này phải cà bơi. Vậy mà nó đâu có biết đâu. Coi chừng em nha, chưa rớt em kìa. Giờ muốn đi đâu? Con muốn đi đâu, đi đâu không? Đi đi. vui không? Vui hả? Vậy thôi hả? Có chị niềm vui chỉ có nhiêu đó thôi đó hả? Cha, bữa nay mặc cái bộ đồ với cái chiếc xe này là thôi quá hợp luôn. Gì đó? Giơ tay bứt cọng ngò hả? Sao? Thôi đi. Bộ đồ với chiếc xe này bữa nay là cái màu tao nói là tiệp với nhau luôn. Đi không biết đâu là siêu xe mà không biết đâu là chay luôn. Mới phải. Gì nữa? Cô chú thấy không, bữa nay là ra phải mặc áo tay dài đó chứ không mấy là cũng sương sương lắm rồi đó. Tắt nắng một cái là nó sương sương liền. Nói gì á? Rồi bỏ siêu xe. Mệt quá rồi, giờ phải tiện đi bộ. Cái gì vậy? Cái gì vậy chay? Cái gì vậy? Nó làm nhiều lúc nó làm hồi hộp dễ sợ luôn. Không biết làm gì vô gì luôn. Đổi ý. Cái con unicorn đó là không biết sao mà dạo này cứ ăn là cứ ôm cái con unicorn đó miết luôn. Con đó bây giờ nó đen thui mà nó nói thiệt. Ngộ ha, mấy đứa con nít này ngộ ghê. Có đứa lớn già đầu cũng vẫn còn ôm mấy cái con gấu bông ngủ. Không biết đứa nào không biết. con bữa cô Nhung của Ngọc. Lucky. Trời ơi. Lucky. Đi xuống đàng hoàng. Cô Nhung của Ngọc có nói hả? Con bé Ni á. Bé Ni là em họ của Ngọc, con của cô Nhung á. 16 tuổi rồi. Cũng ôm cái con gì đó ngủ. Lucky. 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 Cái gì? quay đầu. Lùi. Đó, coi. Ơi. Trời ơi. À, té em rồi đó. Đó, Lucky lại mẹ nè. Lucky lại mẹ này chơi nè. Đó, con lại Lucky đi. Bỏ em trên xe. Say hi Lucky đi. Say hi Lucky. Be nice. Ừ, đúng rồi. Đó, té nha. Ê, đừng có bỏ em dưới bụi cỏ. Trời ơi, xà xuống luôn, nó xà y như Lucky. Trời ơi, coi được đời không? Coi được không đời? Oh my. Chạy đi, you kidding me man. Oh my god. Trời ơi, con gì chay? Coi cái cảnh tình cảnh này là Ngọc bó tay, Ngọc không biết đường nói rồi. Nó thấy con Lucky nó nằm xong nó nằm bẹp ra luôn với con Lucky luôn rồi thôi.
không có một ai mà trên không không một ai nhất khác trên đời là đem về chay tiết trắng là đây là con dấu này, coi được không? Đó hai đâu bản thân đó, đứa thì phè cánh nhạn phè đuôi, còn đứa thì trời ơi trời ơi con làm em dơ quá kìa, không hiểu nổi luôn. Cô chú có thấy ai như nó chưa? Đó trời đất ơi. What did you just do, JD? Con mới làm gì vậy? Hả? Mới làm gì? Hả? Ơi làm gì vậy? Vui dễ sợ không? Vui dễ sợ không? Trời ơi, dạo này vui, tươi, vui vẻ, thênh thang vậy. Mênh mông. Dạo này đi học là bắt đầu ra thấy người lớn rồi. Trời ơi, làm gì vậy? Làm gì vậy? Ưng vậy rồi, bây giờ ưng giỡn cái gì đó rồi. Tao nói để té xuống cái đập cái đầu là mệt á. Chay à, chay, chay. Mẹ không có giỡn với con nghe chay. Ngồi dậy. Hồi nãy là mày giỡn với con, mày ngồi mày cười với con rồi. Giờ con thấy được quá rồi, con làm tiếp phải không? Lên xe ngồi, đi. Quay đầu. Chuyển hướng. Đúng rồi, quay đầu chuyển hướng. Thôi mày đi vô nha. Bái chì đi. Mày đi vô mày chơi Lucky nè, Lucky kìa. Quay đầu đi. Đúng rồi, quay đầu đi con. Đó. Kì đâu? Té nha, lọt hố nha. Sập hố đó. Sập hố là gãy cánh đó. Nó kỳ sao nó ưa chơi ở ngoài đây ta. Có cái bãi cỏ này mà ăn ngẫn chơi miết ngoài đây nè. Trời, đếm 1 2 3. Nó thấy Ngọc ngồi lên cái, nó thấy Ngọc đang ngồi trên chiếc xe nó, bây giờ nó đuổi tôi xuống đó chứ không gì hết á. Ừ đó. Sao vậy? Không, xe này vô cỏ chạy không được con. Thấy chưa? Nó là y như múa lân vậy đó. Lucky. Đúng rồi. Thấy không? Nó té mà cười cái là nó cười miết à. Chứ nó té mà mình ác mình khóc, mình làm dữ quá là nó khóc. Để im nó cho nó té nó đứng lên. Đúng không? Đó là bà nhà xạo đó. Đó, coi kìa con ngồi thấy ghét không? Thênh tham ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa hả chay? Thôi bây giờ là lăn lộn rồi đó, đợi chút nữa vô tắm thay bộ đồ rồi đó. Đang tính đi mình mặc bộ đồ đẹp để mình đi dạo phố, mình đi bát phố. Mà giờ làm giờ hồi giờ chút vô thì phải thay bộ đồ luôn. Rồi nè, siêu xe nè chị Bảy. Bảy rưỡi. Siêu xe của 7 rưỡi nè. Đó, siêu xe không người lái đó. Cô khoái mang đâu dài lắm cô chú. Nó tự động bây giờ mà lấy dài. Ê, stop. Bây giờ mà nếu mà tự động mà lấy dài ra mang là nó sẽ lấy đâu dài đó. Tại vì đâu dài nó dễ sỏ vô xong rồi nó lấy cái nó dài lại được. Stop. Nước. Stop. Thấy không, thấy dài ta hiện đại chưa, dài nữa. Cô chú đâu có thể nào mà mang được cái đôi dài đó, chỉ có chay mới mang được cái đôi đó thôi chứ cô chú là bó tay. Không, cô chú không có cửa, không cùng đẳng cấp không mang được đôi dài. Hai chay hả, không cùng đẳng cấp là khó nói chuyện lắm, khó được mang đôi dài vậy nữa. Lucky làm sao? Nó bắt trước á. Trời đất ơi. Sao dạo này nó cái gì đó gọi là cái gì? Nó thích thú với Lucky dữ người ta. Coi kìa, y như chị Hai em làm bây giờ mình chơi trời. Cho mẹ cái hát nghe đây cho Lucky vui qua gì. Rồi nó giỏi dục con nè kìa. Thấy chưa? Nhớ rồi đó. Lucky dạo này cũng đỡ min rồi, đỡ dữ với chay rồi. Lucky biết chay lớn rồi.
Ê, trời 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 trời. Nó chạy đi phá con ta đó. Chay ơi chay, con quay lại giùm mẹ cái đi chay. Chay. Chay đi, come here. Để cho Lucky đi đâu đi, đi con lại đây với mẹ đi. Làm gì vậy? Trời ơi, nó làm cái gì vậy trời? Trời đất ơi, coi tôi chịu đời gì nổi với nó không? Có ai trên đời trời đất này chịu nổi cái vụ này không? Sao bữa nay là cái màn này, cái màn gì vậy ta? Màn cải lương tuồng gì đây ta? Đó, kêu Lucky đó. Trời ơi, cái cải lương tuồng gì mà ăn rồi cứ nằm lê lăn lê bò lết khóc 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 cho người đi hay gì đây? Hả? Kéo quần tụt quần rồi, tụt rồi. Lại đây mày béo. Trời ơi. Lucky, cãi Lucky đi. Con nói Lucky đi về. Đứng từ xa đèn chớp chớp dễ kiếm. Cái gì vậy trời? Ủa nó làm cái gì vậy ta? Cái con này bây giờ nó làm cái gì vậy ta? Trời ơi sao khó hiểu vậy? Trời con làm mẹ sợ rồi đó nha chay. Tôi lại tôi coi con này nó đang diễn cái gì đằng đây đây. Không, cái con này nó diễn là tôi khó hiểu quá nha. Trời ơi tự nhiên nào nó nằm nãy giờ cứ nằm miết luôn á. Nó Lucky đâu đó, dưới bãi cỏ nằm xuống kêu. Hả? Mà tại sao nãy con nằm dưới đất quậy vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Trời ơi cái con này. Thôi đi về đi. Thôi đi về đi. Ai ai dạy cái trò mà nằm dưới đất này đây? Hả? Ai dạy cái trò mà nằm hả, hả cái gì mà không mày miếng. Không mày miếng. Con đề máy đi. Đề máy, đề máy. Đề máy sao? Kêu nó kỳ đó. Rồi ớt ơi sao bữa nay cái màn này, cái màn gì cô chú có thể nào đón được cái màn này không vậy? Nó đang làm cái trò gì đây? Dạo này cái miệng là hơi to hơi lớn rồi đó. Bây giờ đi thăm mấy bạn ớt không? Đi thăm con nó kiếm Lucky, nó biết Lucky chui trong bụi nè. Đúng rồi, tiếng kêu thanh thoát như chim. Như chim mình khuyên không? Không có Lucky trong đó đâu. Không có đâu con. Đi đi, mình đi kiếm ếch đi con. Trời ơi, kiếm miết luôn đó. Thấy chưa, nó biết Lucky nó chu trong lùm trong bụi rồi đó, nó kiếm. Ừ, Lucky biết rồi. Trời ơi, hành trình đi kiếm Lucky gian nan quá. Bữa giờ kia kêu đi kiếm bé Na với bé Hùng không kêu kiếm. Không, Lucky nó sờ sờ. Trời ơi, nữa. Trời ơi. Có Lucky đâu, có Lucky đâu. Có Lucky đâu. Rồi nó làm chút hồi cái con unicorn này là phải về giặt luôn rồi đó. Trời ơi, hả, đi kiếm bé Na với bé Hùng không chịu. Giờ cái con Lucky nó sờ đầu đi kiếm. Con kêu đi, con kêu bé Na. Có đó con chim bằng sắt đó con. Nó chỉ đứng đó thôi chứ nó không phải là một con chim có một trái tim đâu con. Đó nó là con chim băng giá. Con chim không cảm xúc. Rồi lại coi kia, say hi với con ếch đi. Hi. Đúng rồi. Con đi, con kêu bé Na. Đi kiếm bé Na đi. Gì? Đi kiếm bé Na đi. Con nói Na Na. Na 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 Na. Na 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 Na. Ai nữa? Giờ thích là ngồi vậy đó hai chay. Ngồi vô tội vạ. Con bị lao nha chồng á, nhà nó trong đó đó. Đi ngang rồi la đi rồi mới lao, nó chạy ra. Nó lao cho một cái. Lucky đâu rồi? Nãy giờ cuối cùng là không có được Lucky hả? Con nó đã bị mất dấu vết của Lucky phải không?
Mất, con nói mất dấu vết. Mất rồi. Ừ, mất dấu vết rồi. Rồi con không khóc. Con. So much to learn about. It just might be one or so. Puppy. No, lippy. Rồi hát lại nha. So much to learn about. It just make me wanna shout. Puppy. Đúng rồi. Đây. Không biết cô chú có đây là đừng ra ngoài anh chị, quay đầu là bờ. Đây. Đi này nè. Đó. Đi con. Đi lại thăm mấy bạn chim én. Đi. Hoặc là mấy bạn chim sáo ngày xưa đó. Hãy đi này nè, đường này là có chiếc xe đạp kìa. Lá kỳ đó. Lucky. Ừ, kiếm lá kỳ là phải ngồi xuống, đúng rồi. Một là ngồi, hai là bò. Lucky. Chứ mà đừng có kiếm lá kỳ. Kiếm lá kỳ mà đứng là sai. Lucky. Tại vì lá kỳ. Lucky. Trời ơi, kêu trong tuyệt vọng luôn thằng kia. Thôi đừng có đụng bánh xe này, mới lỡ đụng bánh xe quá. Lucky. Biết rồi, mày biết con Lucky. Đó, kêu nó kêu khắp làng khắp xóm luôn. Cô tội em. Lucky. Trời ơi, thương chưa. Lucky. Nó kêu cùng làng cùng xóm không thấy luôn. Lucky. Tội nghiệp em quá cô chú à. Con đi kiếm Na đi, con nói Na. Na. Đúng rồi. Con nói bé Hồng. Hồng. Bé hai. Hai. Con kêu đi Na. Kêu Na đi con. Đi con, đi. Kêu Na. Chó. Chó, đúng chó. Đúng rồi. Đúng chó rồi đó. Chính xác, chúc mừng bạn. Con kêu Na. Kêu đi. Thôi đi, cái thùng nó có gì đâu lại vậy. Chó. Đâu phải chó, bậy. Cái đó bằng tay. Cái hình gì nó chó rồi à. Đâu phải muốn kiếm được một con chó là dễ đâu con. Con kêu đi. Na. Đúng rồi. Na ơi, em đâu rồi? Na. Ừ, Na ơi. Có chưa? Có Na chưa? Yeah, lại hung mấy đứa bạn kìa, hung xã giao kìa, lại lên. Bạn bè lâu năm không gặp. Này. Đúng rồi, hung đâu nữa. Mà. Đúng rồi, hung đâu nữa. Hung đàng hoàng coi chừng gãy răng nha. Đúng rồi. Mà. Cậu thương dễ sợ. Đâu nữa. Hung đâu nữa. Đây nè, hung đây nè. Đây. Để lên, hung. Đúng rồi, hai bạn kia nữa, hai bạn đen đằng kia nữa. Đó. Nhiệt tình. Đó, quá nhiệt tình, cho sẵn cho mẹ cán cái luôn. Cho mẹ cán cái. Trời ơi, hung lá luôn, hung mày miếng. I love you. Không, cô chú thấy chay chưa? Chay toàn là trao cho những đồ hung bất ngờ không? Cái đó hung rồi. Lại cho thêm cái nữa hả? Trời ơi, thương ghê chưa? Hung rồi đó, cái đó hung rồi đó. Tịch lại hung đèn luôn hay gì bà? Trời ơi trời. Thôi đi. Út nói cái đó là lễ làm gì đó. Hồi bữa mẹ Út nói lại cái đó làm gì mẹ quên mất tiêu rồi. Thôi đi. Trời ơi, sao bữa nay xả láng dữ vậy? Trời đất ơi, sao bữa nay sao dễ dàng quá vậy? Trời ơi, bữa nay dễ dãi quá. Trời đất ơi, nay tình yêu thương quá dạt dào luôn. Thửa, trời ơi, đừng nói đường nữa nha. Trời đất ơi, thương quá luôn. Trời ơi, kìa, một bọn chó với một mèo đứng ở trong kìa, mày mua ngu vô táp cái mỏ là hết moa luôn á. Thôi, đừng đi, con mèo nó dữ lắm. Thôi, chạy. No, không phải kỳ đâu. Cái con đó là cục. Chứ ngoài là kỳ. hai đứa này mà nhập lại, hợp lại với nhau là thành hai đứa kỳ cục á.
Con đề máy cho nó sợ chơi. Đi. Đó, cô chú sao cái màn mà hung vạn vật. Cái vở đang phải gọi là cái clip này phải gọi là cái clip mà chay đi hung vạn vật. Mới xứng đáng. Trời đất ơi. Mới xứng đáng cho cái tựa đề của cái video clip này là chê chay lăng lê bò lết hung vạn vật. Chưa chưa, đây đặt lấy cái này, cái. Come here. Kì nè. Thôi giờ đi vô được rồi con. Trời càng tối càng lạnh rồi đó con. Thôi đừng à, té. Giờ này giỡn dữ không? Cô chú thấy giờ này giỡn dễ sợ chưa? Thôi bây giờ mình vô được rồi đó. Nó nghe nè, đi lại lấy siêu xe đậu đó từ hồi nãy giờ mà chưa bị ăn cắp ra. Thấy chưa? Thấy chiếc siêu xe đậu đó nãy giờ chưa? Mà nãy giờ chưa bị mất đó. Thấy hay chưa? Nói giang hồ. Ai? Thôi đi vô nhà đi. Vô nhà đi rồi mày đi lấy siêu xe cho. Bao nhiêu vậy? Chiếc xe đó chạy bao nhiêu con đậu xe đó chạy như bảy dưới xe nhiều à? 5.000 phải không? 5.000 chiếc phải không? Có tiền không? Đưa 5.000 này mày đi chưa? Mày đi trả tiền đậu xe 5.000. Bố chạy đến anh hả? Gì? Chỗ này hả? Rồi nhưng mà vô nhà chơi, vô nhà đi, vô.